Oppo F5, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi còn một người có bước tiến vượt bậc trong nghề. Chúng tôi cần một thần thái cuốn hút. Và điều quan trọng á là chúng tôi cần một người không phải trang điểm nhưng phải thật sự tỏa sáng. Đúng, nói như vậy thì mới phù hợp với sản phẩm Oppo phiên bản xanh lá cây lần này. Dự án Forest là dự án cộng đồng chung tay vì môi trường lan rộng khắp khu vực châu Á. Chúng tôi sẽ đem những điều tốt đẹp nhất dành cho giới trẻ. Do đó, Khánh My là một người đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí như là lối sống, nhân cách và cả trí tuệ. Sorry mọi người, mình vô lộn phòng. Linh thiệt. Trời, cái ma này. Nghệ sĩ gì mà thiệt á. Tém tém lại bớt, sắp tới là đại sứ của một dự án lớn rồi đó. Cái nết gì mà kỳ vậy? Ca sĩ cũng là người mà. Miễn sao đi ngoài đường tôi vẫn là Khánh My thôi. Ở trong đây có ai đâu. Nhưng mà quen cái thói đi ra ngoài đường như vậy mang nhục với người ta biết không? Nè nghe tôi nói nghe, cái dự án này mang tầm quốc tế đó, nó quan trọng lắm đó. Có nghe nói không vậy? Cẩn thận đó. Rồi định ngày mai đi event của Apple mặc cái gì? Xanh. Nhất định phải là xanh. Bởi vì xanh tượng trưng cho môi trường. Tượng trưng cho Apple. Ừ, biết điều. Rồi, tòa gián. Đúng rồi, tòa gián. Tòa gián đi. Tòa gián đi đẹp quá anh. Móc em đi. Khánh May Dượng có một cái hợp đồng ngoại sứ tầm cỡ đó. Sao anh biết thế vậy? Trên đời này có chuyện gì mà bé em không biết chứ. Tôi lên, để tôi lên. Nó vô thấy hai cái màu đầm màu xanh ứa gan rồi. Tôi còn trời đất ơi, em chào hai anh chị. Trời ơi, xinh quá. Em chụp celeb xong chưa?
được rồi đúng không? Quên kêu chụp sản phẩm đi em rồi, cảm ơn em. À hiện tại bây giờ ba người này muốn có một cuộc nói chuyện riêng với nhau á, được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn rất nhiều. Em vào chụp hình đi. Quá trời luôn, thân thương, thể hiện sự thân thương quý mến nhau nè. 2, 3, cười. Thanh xuân lên nè. Rồi cảm ơn anh chị nha. Chúc hai anh chị sản phẩm thành công nhiều hơn nha. Đi lẹ 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 lẹ, đi qua đây qua đây qua đây. Trời ơi, bên đây còn một cặp đôi quá trời đẹp đôi đây nè. Dạ em chào anh chị, xin giới thiệu đây là Dư Ý. Đó, đây. Cảm ơn nhiều nha, bây giờ mình chụp chung tấm hình được không? Quá được luôn, vô nè. 2, 3. Tạo dáng nè, đây đúng rồi. Tạo dáng lên, đây 2, 3. Đó, em giữa da anh này đi. Đúng rồi, lấy hơi chứ. Ừ, đó, gần gần nhau. Rồi, đúng rồi, quá đẹp luôn nè. Đang chụp hình được. Nó đang chụp hình được nè. Trời ơi, bạn Hiền. Quang. Trời đất ơi, rồi. Được rồi, chụp chung này. Cảm ơn nha. Cái này con này mới quan trọng nè. Lâu quá không gặp bạn Hiền. Chụp tôi tấm hình được không? Được. Chụp hình em, cái này hình này quan trọng hơn nè. Chụp đẹp đẹp tới bia nha không? Được, rồi, đẹp, mình cười thanh xuân lên. Cười lên tiếng luôn. A ha ha ha. Nữa, mặt đơn quá đơn. Lên tiếng luôn. Tôi lên. A ha ha ha. Trời ơi, lỗ quá, nhẹ nhàng thôi. Rồi, đúng rồi, trời ơi, đẹp quá đó con hình. Hình này bia báo liền được nha. Hay. Qua đây kiểm tra lại mấy cái hình tôi sướng nãy giờ nè. Được. Đẹp. Anh ơi. Em mất tiểu rồi. Trời đất ơi. Sớm không mắc muộn mắc sao mắc lúc này. Chị nó muốn mắc lúc nào nó mắc sao em biết được. Nó đi lẹ đi, lát nữa còn chụp hình nữa. Lẹ đi. Chụp đi. Uống trà sữa cho nhiều chứ. Hiểu rồi. Ok là như vậy á. Sao chị? Dạ em không sao, không sao đâu chị. Không sao. Alo. Ê, tôi mới bắt được con ếch này hơi bị bự nè. 50 triệu. Ếch gì mà mắc quá vậy? Ừ. Cắt cổ hả cha? Ok vậy thôi. Gửi tôi coi. Ừ. Để tối gửi cho. Nghe đồn thích ăn lẩu ếch đúng không? Tôi thích ăn cháo ếch Singapore. Tao chuyển tiền rồi đó. Nhận được tiền thì đừng có rao bán lung tung nha chưa. Ngoan đi, tao thương. Nằm nghe sóng vô từng tiếng xa. Nằm nghe tiếng vô. Cái lời đó là cái gì tao quên rồi ta. Mày... Bọt cạt theo từng làn gió đưa. Bọt tan theo từng làn gió. Đi lẹ. Đi đâu, giải ngãi cho mày. Mày khùng hả? Mày công ty đang họp làm gì đứng đây hát vậy? Thì tao thấy mọi người đang căng thẳng, tao giải tỏa tâm lý, tao hát cho mọi người. Đây, nhìn hết tất cả những gương mặt này có ai vui không? Một trò đùa nhạt nhức nã trộn với nước lọc, không buồn cười. Thôi chết rồi mọi người ơi. Cái gì vậy? Em ở không nhiều quá, mặt em mập như mặt bàn rồi. Ủa em? Dạ. Mặt của em á có khi nào mà nó không mập với lại nọng không? Không, em nói thiệt có chị nhìn nè, em đeo nơ che nọng nè. Trời,
Ê, cái nơ đó là nó che nguyên cái cổ mày luôn á, chứ mày có nằm không đâu. Ê, 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 chị có ý này hay lắm nè. Dạ, sao chị vậy? Từ từ từ. Làm gì đâu. Dạ dạ. Đây đây đây, muốn che nọng đúng không? Cái nọng của em ở nằm ở phần này nè. Mày che này là che cổ rồi, hiểu không? Đây nè, đó. Giữ luôn nha. Giữ luôn nha. Giữ lại hết ta. Đó, che nọng cho mọi người. Hai quá chị ơi, hai quá chị ơi. Đứng em đó giữ luôn nha. Làm như em thằng nông điên. Chưa hết, mọi người để ý kỹ đi. Đã cố gắng mặc đồ đen mà vẫn không che hết mỡ. Ủa vậy tính ra là em khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tâm lý luôn. Thôi mọi người đừng giỡn nữa. Có vấn đề rồi nè. Gì vậy? Cái gì anh? Mới giỡn xíu có vấn đề. Gì sao? Ủa? Sao chị Khánh My lại sâu chị Như Ý? Cái này là do bóc chụp thôi. Có gì đâu, fan thôi mà. Đúng không? Fan mà đáng lo đó. Ủa mà sao tự nhiên fan có mấy tấm hình mà truyền tay nhau vậy anh? Trời ơi cái gì vậy trời? Tôi đẩy nó hồi nào chứ? Tào lao gì đâu á. Hỏi thiệt nè, có xô người ta không vậy? Không xô thì cũng thành cho xô. Nhưng mà em tự dắt váy té mà. Tôi làm ba cái chuyện đó để làm cái gì chứ? Em không sao đâu, cảm ơn chị. Thôi, cái váy của em nó dài quá, em bị vấp. Không sao, không sao. Ừ. Dạ. Ngọc, muốn đánh bóng cho sáng. Trước tiên, chị phải nhớ. Hai người này đâu có ghét nhau đâu, tại sao phải xô? Ờ đúng rồi, mà nếu có xô thì lôi vô chỗ kính rồi xô chứ mắc gì mà đứng thanh thiên bạch nhật vậy, gấp gáp gì. Thôi đủ rồi, không giỡn nữa. Cái quan trọng ở đây không phải là ai xô ai, mà là hợp đồng dự án For Earth ảnh hưởng đến hình ảnh rất nhiều. Bây giờ tôi biết là fan kinh khủng thế nào, bộ không có cách nào khác nữa. Mà thấy cái vụ này cũng giống cái vụ của A3 hồi xưa mà. Thì giờ hình ảnh vậy mình biến chuyển thành tình huống khác là được rồi. Sai. Nếu đơn giản như vậy thì không cần phải lo đâu. Ngày xưa chỉ cần đối phó với fan, còn bây giờ phải đối phó với những người đứng sau lưng chuyện này. Ai đứng sau chuyện này? Mọi người nhìn đi. Ai là cô Tấm thì người đó có lợi. Như Ý. Như Ý đó. Dạ. Giờ bà tính sao? Ngồi chờ thôi. Coi nó làm gì tiếp theo. Bên đây chưa có kế hoạch gì cả. Sao hôm nay nhiêu nhận vậy? Dạ 5 triệu chị. Thế tài thiện hả em? Trời ơi anh, hôm nay hình của em bự bằng hình chị Khánh My luôn á hả? Trời ơi, em bớt tự làm rẻ bản thân mình được không? Đừng có lấy cái tấm hình của người ta làm thước đo cho bản thân mình. Ủa? Sao làm việc thiếu sót vậy? Hình Như Ý mà lớn bằng hình Khánh My là sao? Bởi vì sắp tới đây hình của em còn bự gấp mấy lần hình của bà nữa kìa. Thiệt không? Thiệt. Chuyện bình thường mà. Bởi vì ta hướng về tương lai đập lên thì phi để tồn tại cứ tiếp tục bước đi. Để
người đời, nhận ra rằng thời gian của họ đã bị tước đi. Sau biết bao nhiêu nỗ lực thì đã giành lại được gì nếu đem so với những khổ cực. Sau biết chẳng là phong trào, giới trẻ cứ ngỡ là cái bánh ngon nên cứ xông vào, tự hỏi là sẽ sống sao. Có ga tôi cả đời thì cũng đâu thể nào mà với cao. Mới sáng thức giấc thấy trên bản tin vừa đưa, cô ca sĩ mới với cô em gái